Đấy, mình có một cái video bị hỏng như thế này. Dung lượng của nó là 3GB 6. Và bên này thì không có thông tin gì. Đầu tiên mình sẽ tải cái video repair tool trên cái trang này về. Mình sẽ để link ở dưới phần mô tả. Giờ mình sẽ tiến hành giải nén cái file vừa tải, nhập mật khẩu vào. Rồi ok, giờ mình sẽ bấm vào đây để cài đặt. Install. Finish. Rồi giờ mình sẽ mở lên. Bạn vào phần Butcher để mua full bản quyền. Mình sẽ nhập cái mã kích hoạt vào đây. Vào một crack cây game, mở cái tệp này lên. Cái request number này các bạn sẽ nhập vào đây. Bạn bấm vào generate. Sau đó copy cái này dán vào cái mã kích hoạt. Rồi bấm ST. Ok. Ở đây mình sẽ chọn cái file bị hỏng mà mình cần sửa. Ở mục này thì mình chọn một cái file xem được để nó dựa vào cái file xem được này để nó sửa cái file kia. Đây, cái file này là mình xem được. Mình sẽ chọn nó. Rồi ấn scan. Nó sẽ bắt đầu chạy. Sau khi xong thì ở trong cái thư mục chứa cái file hỏng á, nó sẽ tạo ra một cái thư mục repair chứa cái file đã sửa của mình. Và đây mình sẽ chuột phải để kiểm tra. Ok, kích thước và chất lượng file đều được giữ nguyên nha. 4K 30 frame. Mình sẽ mở thử và nó đã được khắc phục xong. Giờ mình đã xem được rồi.